Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình quay cập nhật cái giá thịt và cái giá con hiện tại cho anh chị bạn tham khảo luôn. Cái này nhiều bạn đặt ít giống của mình thì điện khá nhiều, mình không đủ nguồn cung giao cho anh chị bạn. Cái thứ hai có nhiều bạn điện chủ yếu dội dội giá nữa. Thì mình ở đây mình bán thường nó nằm bao nhiêu, khoảng chừng năm nay mình làm con giống là năm thứ ba vậy. Mình làm giống năm hai thứ ba là làm giống, mình bán giống là nằm giá 600 chết giá anh chị bạn. Tới hiện tại tới bây giờ là giá 600 là tại trại, nếu mà giao thì khu trong phạm vi 40 km trở lại là mình giao là giá 600, còn trên nó nếu ngoài tỉnh trên 70-80 là 70-80 cây là mình giao thì anh chị bạn phải tốn tiền phí xe, mình vẫn bán 600. Và mình sẽ nói luôn, nếu mình giao các tỉnh khác là thường là tự mình anh thuê xe anh chị bạn đến chạy mình, rồi mình cho mình mướn xe cho tài xế giao cho anh chị bạn. Còn chứ mình không có kêu người đi giao anh chị bạn. Hiện tại là khu vực Bến Tre có người giả danh mình đi giao ít con, những trại người ta điện mình ta hỏi là đọc ra số điện thoại là không phải của mình. Mình nói không phải, mình thường là mình giao ra tỉnh khác, tự mình đi giao. Tự mình giao chứ mình không có kêu ai giao giùm hết. Mình không có mượn lính, mình là công ty một thành viên mà. Làm mình một. Bởi vậy thời điểm ít nhiều nhiều anh chị bạn cỡ này thì cái lượng nồng nọc mình thì cũng hơi nhiều nhiều đó, anh chị bạn điện ban ngày khi không gặp mình đâu. Đây cái mẫu ếch này ngày mai mình giao anh chị bạn. Đây, mẫu ếch này mai giao nè. Mai giao giờ này đi giờ đây luôn, mai giao 2 giờ, tại nói chung một lứa anh chị bạn. Mà mình nói luôn chị bạn, cái ít là mình giá mình giao là giá 600 tại trại nha. Anh chị bạn nếu bắt số lượng ít thì đến tại trại và phải có cái đợt ra, chứ không phải ít, không phải như con gà vịt đẻ ngày trước ngày sau có nha. Anh chị phải đặt hàng trước, mình có đặt hàng trước, người chuyển khoản cho mình, khoản cọc mình một ít thì mình mới nhận nha. Còn anh chị bạn đặt qua miệng mình cũng không nhận đâu. Thì mình nói cho anh chị bạn hiểu là khi mình giao mấy cái tỉnh khác là có thể là mình giao tới chỗ không phải có mặt mình được. Mình tới mình xem anh chị bạn căng dèo, căng mùng, căng nuôi cách làm sao mới được. Còn mình không có để cho lính lát gì, lính mình nó giao không có nha. Tại bữa hôm mình có nhận cuộc gọi là ở Bến Tre có người giả danh mình giao ếch, nó ếch của mình. Thật sự là không phải nha. Đây, cái luống này 4 ngày nữa mình mới giao. Giờ này 4 ngày nữa mới giao. Đợt này khoảng chừng 40-50 ngàn anh chị bạn. Tại dịch giả thì mình ương ít. Đợt sau đợt kế này khoảng chừng 2 tuần nữa nhiều. 2 tuần nữa, 2 tuần tới 20 ngày. 2 tuần 3 tuần trong khoảng đó là nồng nọc mình hiện tại giờ hơn 10 ngày là cái luống đó khoảng trên 100 ngàn con. Mình cái này mình không có cho sinh sản nhiều anh chị bạn. Người dịch giả này mình đâu biết được. Hiện tại thịt mình mấy giờ bên đây mình bán hết rồi. Mình tháo về mình kéo lên bờ hết rồi, mình tháo luôn cái dàn đèn bên đây nè. Bây giờ chưa có dàn đèn bên đây thôi. Mấy mùng này đã cân rồi hết nè. Để mình lại mình quay thịt cho anh chị bạn xem. Hổm là cách đây 2 tuần là giá ếch lên được 37, 38, 39 ngàn. Mà mẫu 2, 3, 4, 5 anh chị bạn. Là mẫu đó, mẫu người ta trong mùa dịch mà nó ứ động lại, mẫu lớn lên được 2 ngày anh chị bạn, lên được có 2 ngày thôi, ếch nào đâu,
ít nào đâu mà mau lớn mình bán kịp, lên được 2 ngày tuột lại. Tuột lại ít của mình đặt hấm nào có 5 dèo. 5 dèo đặt hấm mẫu này từ từ 4 tới điểm 4 tới 8 là nhiều. Mà trả anh 31.000. Mình đang lưỡng lự bán. Bữa nay là mẫu 35 hết rồi. Đây. Có mấy con bự, 2 con luôn. Mẫu 35 hết. Mình còn khoảng hơn 1 tấn. Dèo này mình cân phân nửa rồi. Mình cân phân nữa, đằng kia còn một dèo y nguyên. Giống như đây, cân mình hiện tại đang cân lấy chợ chứ mình không cân, không không có cân cho lấy lớn anh chị bạn. Lấy lớn bữa hôm trả anh 31.000 là 31.000 ký. Thì mình đang suy nghĩ tại cái mẫu này nó hơi nhỏ, nó còn đang lớn. Thì mình suy nghĩ là mình bán luôn. Bán luôn cái đồ hồ lá tuột anh chị bạn, tuột giá. Lấy chuẩn bị lên bắt tuột giá sao không bắt. Không bắt thì mình hồi hồi luôn. Tại nó nhỏ, nhỏ quá nó kêu bớt rồi kêu lấy khác lại kêu bớt chút đỉnh thì mình suy nghĩ ếch mình còn nhỏ mình không bớt. Rồi mình hiện tại mình đang lấy chợ tới nay. Đây. Dèo này bữa hôm tệ nhất luôn. Hôm nay này. Hôm dèo này là bữa mà lái coi là nhái nhiều anh chị bạn. Hôm nay đỡ rồi. Ban ngày không có không, nắng nôi không có không, quay ban đêm cho anh chị bạn xem chơi. Trong kia là dèo ít lứa anh chị bạn. Dèo ít lứa đó nay đúng 20 ngày. Đó, giá này hiện tại mình đang cân cho lấy chợ ngày bắt về 100 kg. Là giá 32.000. Phải ít mà. Tại bữa hôm mình bán hết luôn bao cọc. Mình là bán hết 6 tấn luôn anh chị bạn. Giá 32.000 là bán mấy dèo đây luôn. Là hết 6 tấn. Là giá 32.000. Mấy dèo nó bắt lai gai mình tính đi cái khoảng ếch này nó lớn là vừa đủ tháng đó là vừa, bởi vì mình mới bán lấy chợ. Bởi vậy cái mùa dịch giả như vậy mình ai người ta nuôi đã lỗ lã, mình không lỗ lã là do mình nuôi nhiều đợt anh chị bạn, chứ không phải mình nuôi một đợt. Mình có quay mình có nói anh chị bạn, chia sẻ anh chị bạn tạm nuôi nhiều đợt. Bởi vậy mình lấy lớn thì mình kèm được cái vùng nhỏ thì mình bán, nếu có giá lấy lớn bắt kèm được con nhỏ thì mình bán, không kèm được thì mình thôi, mình vẫn bán lấy chợ bình thường, mình cũng không gấp. Là mình có bự có nhỏ, tại mùa dịch rồi mình nói 6-7 tấn cả chục tấn chứ nó nhiều cỡ mình cũng không có đáng ngại. Bởi vì có nhiều bạn nuôi mà nếu mà mình nuôi đổ cái một là đợt dịch này mình lỗ, nhờ mình không có đò mình đổ nhiều đợt nó mới không có, nó mới có sống được chị bạn, có tiền mua gạo mua dịch. Bởi vậy anh chị bạn nuôi mới nuôi, dù như anh chị bạn mình giao ếch mình cũng hiểu, có người ta mới nuôi ta bắt chỉ có 2-3 ngàn con, ta nuôi 5-7 ngàn con vậy, nuôi đạt quá rồi ta nuôi 200-300 ngàn con, múc ao múc rìa múc làm lên đùng lên, thả lần 100-200 ngàn con vậy đó. Nó lần đầu nuôi ngon quá, lợi nhuận ngon quá, tới thả 200-300 ngàn con gãy anh chị bạn là do số lượng nhiều quá, anh chị quản lý không xiết nổi, rồi gặp giá cả nó không có thì cái lỗ lã là do vậy đó. Lỗ lã là do một cái là anh chị bạn nuôi một cái một chứ không phải nuôi như mình nuôi lắt nhắt. Nếu anh chị bạn có điều kiện nuôi được 100-200 ngàn con, anh chị thả cho mình khoảng 20-30 ngàn con một đợt thôi, 15-20 ngày thả một đợt. Lỡ đợt này á thì nó không có giá thì cái lứa kế anh chị bạn, cái giá ếch giá thị trường này nó cái giá thị trường này nhảy tung tăng bấp bênh lắm chị bạn, có khi tuần này 20 tuần sau 30 ngàn không chừng anh chị bạn thấy hổm
Giá tự nhiên 28.000, chỉ có mấy ngày đâu, chỉ có xe chịch có mấy ngày đâu mà lên tới 38.000. Năm rồi mà giá mới hai mấy ngàn, nhảy lên bốn mấy ngàn. Thì đó giờ là nó ưa nhảy về anh chị bạn. Hồi xưa ông anh bán trước trước mình, cách nay cả chục năm, ông anh bán trước mình là bán được 55.000, tuần sau mình bán còn 28.000, nó rẻ hơn phân nửa anh chị bạn, ủa gần phân nửa, 55.000 mới bán đó. Ếch mình thì còn nhỏ thì na tính nán nán lại, nói chung nán lại nó sụt sụt cái dù luôn. Hồi xưa 27.000 cũng lời chán anh chị bạn, 27 28.000 cũng lời chán rồi. Xưa thức ăn nó rẻ, bây giờ thức ăn cao. Tính ra nếu mà anh chị nuôi mua nhỏ lẻ, tính ra hồi năm 2009, 2009 thôi, mình 2009 lẻ 10 á, thức ăn lúc đó nó chỉ có 240 245.000 bao. Nếu mà hiện tại bây giờ so với hiện tại bây giờ, anh chị bạn nuôi nhỏ lẻ, anh chị bạn mua thức ăn nó gần gấp đôi thì lúc đó, mà bán cái giá ếch nó đâu có cao đâu. Giá ếch mấy ngày nay nó nhóng nhẹ lên 1 2 ngàn ký anh chị bạn, nằm giá ếch mỗi qua mỗi năm cũng 32 33 ngàn, đẹp đẹp 34 ngàn. Hiện tại lái cũng quần 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 mình thì mình nói hết ếch rồi. Vẫn nếu mà ở đây thì thường mình phải tháng nữa thì sẽ có ít lại, có ít lại. Mình nói chung cái nguồn ếch cũng không có nhiều chị bạn, hàng quán đồ đóng cửa từ lưa chừng, đâu có dịch giả này, giá ếch nó nằm giá ba mấy thôi, chứ không, mình cũng nghĩ nó không có lên cao quá ngút trời đâu, ai ăn đâu nổi, chủ yếu bán cho dân ăn không. Rồi, video mình hôm nay chia sẻ anh chị bạn tới đây thôi. Chào tạm biệt chị và bạn.